Tết The Face 2018 bị khán giả phản ứng, VTV cắt sóng vì câu giờ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc khi hớt Nam Trung nói nhiều và kịch bản dàn trải lê thê đã làm mất đi quá nhiều thời gian của đêm chung kết The Face 2018. Đêm chung kết The Face 2018 diễn ra tối 30 tháng 12, khiến không chỉ khán giả màn ảnh nhỏ mà cả khán giả có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du thành phố Hồ Chí Minh mệt mỏi vì thời lượng quá dài, kịch bản lê thê. Chương trình đã bị nhà đài cắt sóng khi vượt quá khung giờ theo thỏa thuận khi còn chưa kịp công bố kết quả. Cụ thể, đêm chung kết chia kịch bản gồm 4 phần là khách quốc mở màn, phần thử thách top 3, top 15 thí sinh khách quốc và phần công bố giải thưởng. So với mùa trước, The Face 2018 quyết định tổ chức thử thách ngay trên sân khấu chứ không thu hình trước. Do đó, phần thi chiếm khá nhiều thời gian khi mỗi thí sinh có một lần thi thử và một phần thi chính thức. Tuy nhiên, đây chưa phải là điều khiến khán giả bức xúc nhất. Người xem cảm thấy gần như hết kiên nhẫn khi dẫn chương trình Nam Trung quá câu giờ trước lúc công bố kết quả. Anh đặt nhiều câu hỏi hóc búa cho top 3 thí sinh và các vị huấn luyện viên. Chưa hết, Nam Trung còn nhắc lại kỷ niệm từ những tập đầu cho tới những thử thách cuối cùng. Sau đó, vị dẫn chương trình lại đặt câu hỏi cho những thành viên ban giám khảo, nhà thiết kế công trí khi được hỏi phỏng vấn, chỉ trả lời: "Tôi nghĩ mọi người đang nóng lòng biết kết quả nên tôi cũng không nói gì nhiều." Ngay sau đó, rất nhiều tiếng vỗ tay hưởng ứng xuất phát từ khán đài. Tổng thời gian từ lúc top 3 xuất hiện tới khi công bố kết quả gần 30 phút. So với The Face 2017, đêm chung kết năm nay dài hơn 1 giờ đồng hồ. Ngay sau khi công bố kết quả, dù MC Tùng Leo đã mong khán giả ở lại chung vui với quán quân, nhưng đông đảo khán giả đã đứng dậy bỏ về vì chương trình quá dài, lê thê gần 12 giờ đêm. Trước đó, đêm chung kết The Face 2018 được thông báo phát sóng trực tiếp trên VTV9. Song vì thời lượng quá dài, chương trình đã bị đột ngột cắt sóng khi còn chưa có kết quả khiến khán giả hoang mang. Ngay sau khi bị cắt sóng, khán giả phải dồn sang kênh livestream chính thức của The Face để theo dõi. Tại kênh livestream, ghi nhận sự phẫn nộ của người hâm mộ trước màn câu giờ của hớt Nam Trung và kịch bản lê thê của đêm chung kết. Đêm chung kết với màn tranh tài của top 3 Trâm Anh, Quỳnh Anh và Mạc Trung Kiên đã khép lại, trái ngược với số đông dư luận dự đoán trước đó, Mạc Trung Kiên đã bất ngờ đăng quang The Face 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.